Sau việc đâu đấu đi tìm lời giải cho câu hỏi hot nhất mạng xã hội, tiền nhiều để làm gì, của ông vua cà phê Trung Nguyên. Nhiều nghệ sĩ có những chia sẻ riêng khi dõi theo phiên tòa ly hôn của vợ chồng ông chủ Trung Nguyên. Ái Châu ngắn gửi ông xã Huỳnh Đông, mình không có nhiều tiền đâu, mỗi ngày chỉ có trái tim dành cho nhau yêu thương ấm áp. Trước câu hỏi tiền nhiều để làm gì, diễn viên Ái Châu có chia sẻ dài trên trang cá nhân, cô nhắn gửi ông xã của mình là Huỳnh Đông. Mình không có nhiều tiền đâu, mỗi ngày chỉ có trái tim dành cho nhau yêu thương ấm áp. Mỗi sáng hôn nhau ở cửa tạm biệt, chúc nhau một ngày mới an lành, hay cùng nắm tay anh, con tung tăng đi học dưới ngày trong xanh. Tối lại nằm cuộn tròn kể nhau nghe những câu chuyện vui, ba người mình cùng ôm nhau cười thật lớn. Cuộc đời thì dài mà lòng người đôi khi lại ngắn, ở một phút giây nào bên cạnh nhau. Hãy cố hết lòng làm cho nhau hạnh phúc, nhất định về sau sẽ không phải hối tiếc, không phải chua chát bất cứ gì, cứ nắm chặt tay nhau thôi bạn chồng nhỉ. Hoa hậu Thu Hoài, thôi thì kiếm tiền ít đi một chút, dành thời gian tâm sức để kiếm tìm niềm vui, tình nghĩa và hạnh phúc đi. Chia sẻ clip ngắn ghi lại hạnh phúc của cả gia đình, Hoa hậu Thu Hoài cũng bày tỏ quan điểm của mình trước câu hỏi của ông chủ tịch Trung Nguyên, tiền nhiều để làm gì, Thu Hoài viết. Có tiền người ta sẽ nghĩ ngay tới việc không phải lo lắng chuyện cơm áo gạo tiền, nhưng xin như thế đã là hạnh phúc và sung sướng lắm rồi. Có tiền tức là có thể hưởng thụ cuộc sống đủ đầy, không cần lo toan, mưu mẹo, tranh giành đấu đá cùng người khác. Có thể an tâm thấy con cái được sống tốt, cha mẹ được phụng dưỡng đàng hoàng, gia đình sang giàu, được người ta nể vì trọng vọng. Có tiền mà lại có nhiều, đời còn gì phải buồn rầu nữa phải không mấy bạn? Tiếc là vừa nghe cái câu hỏi chua chát tiền nhiều để làm gì từ một người vốn rất nhiều tiền, giật mình nghĩ lại thì hình như ảnh có quá nhiều tiền trong tay nhưng lại chẳng có nốt thứ tốt đẹp nào đồng tiền mang lại cả. Thì ra đồng tiền cũng không phải vạn năng, kiếm được đồng tiền không dễ. Nhưng để sai khiến sử dụng nó kiếm lại hạnh phúc cho mình lại càng khó khăn hơn. Ngửa mặt lên trời than tiền nhiều để mà làm gì, không phải câu chuyện của riêng mình ảnh, mà có khi còn của người khác nữa. Tiền không mua được tương lai của con, không mua được nghĩa tình của vợ, không mua được sự thanh thản của mẹ cha, không mua nổi ấm êm cho gia đình thì quả thật người ta thắc mắc tiền nhiều để làm gì cũng là có lý. Thôi thì kiếm tiền ít đi một chút, dành thời gian tâm sức để tìm kiếm niềm vui, tình nghĩa và hạnh phúc đi, mấy thứ đó thực sự tiền mua không nổi. Gia Bảo, đúng hay sai thì người ta cũng đã mất gia đình rồi. Không tập trung vào câu hỏi tiền nhiều để làm gì, nhưng nghệ sĩ Gia Bảo lại có chia sẻ từ vụ ly hôn của ông chủ tịch Trung Nguyên. Gia Bảo cảm nhận, mình cũng đã từng rơi vào khoảng thời gian khủng khiếp như vậy khi ly dị vợ và bị đồn đoán là người đồng tính. Nam nghệ sĩ mong công chúng đừng dùng những lời lẽ mỉa mai vì hơn ai hết, chỉ có người trong cuộc mới hiểu được nỗi đau của mất mát và chia ly ấy. Chuyện cách đây hơn một năm, Bảo và Hiền ly hôn, dư luận ầm ầm đồn đãi nhiều sự kinh khủng về Bảo như là gay, cưới vợ để che mắt, rồi có vợ đẹp con ngoan vẫn đi chơi bên ngoài suốt. Về nhà thì sống keo kiệt ích kỷ từng đồng tiền chợ như hội đồng thăng. Rồi đỉnh điểm một ngày vợ phát hiện Bảo đi khách sạn, cùng một nam diễn viên hài đồng nghiệp thân thiết nên tức nước vỡ bờ, Hiền phải đưa đơn ly dị Bảo. Bảo sợ mất cái bình phong này nên thường xuyên lên mạng khóc lóc, nhớ vợ con là để níu kéo. Không thành nên đuổi vợ con ra đường ở, chiếm hết tài sản, để vợ con đi thuê nhà, sống trong khó khăn. Còn nhiêu là Bảo chiếm đoạt hết. Một vở kịch với những con người chưa từng học qua lớp 1, kim kịch bản. Mà cái kịch bản nó sống động, mà nó thật đến nỗi tôi là một người trong cuộc, mà tôi tưởng như đó chính là sự thật luôn. Tôi đã từng bị người thân mình giận vì nghĩ mình sống tệ như vậy với vợ con. Khán giả giận và ghét tôi rất nhiều, tôi cũng chẳng buồn giải thích. Trong khi trong chuyện chúng tôi hy sinh những gì, tôi đau đớn ra sao thì chỉ có chúng tôi biết. Cho nên giờ Hiền mới còn làm việc với tôi và chúng tôi còn có thể nói chuyện được với nhau. Bởi mới nói chuyện người ta khổ lắm mới phơi bày cho mọi người biết. Học cách nói lời tốt, đừng nói những lời mỉa mai ác độc, chuyện con người ta kẻo mang nghiệp vào thân. Nhìn chuyện của chú Trung Nguyên, tôi đã đau khi nhớ lại cảnh của mình. Dù ra tòa tôi chỉ cười suốt trong quá trình làm việc. Tôi cười để mọi thứ nhẹ nhàng đúng như người ta thường muốn mà trong lòng thì nó tan nát. Đúng hay sai thì người ta cũng đã mất đại gia đình rồi. Mất chỗ đi về mỗi ngày làm việc mệt mỏi, so ra còn khổ hơn những người lao động mà hạnh phúc. Tôi thương cho những người con của họ, từ nay đã không còn được sống cùng cha mẹ, mà còn nhìn cha mẹ tuyên chiến với nhau mỗi ngày trên mặt báo. Tôi tin là ai trong gia đình họ cũng đau, đừng cười cợt điều mỉa mai người khác, vì biết đâu chỉ ngày mai thôi, mình sẽ phải vào vị trí của người đó. Chúng Huyền Thanh đẻ song sinh, nhưng vẫn thua mỹ nhân có gương mặt đẹp nhất Việt Nam. Làm mẹ ở tuổi đôi mươi, chúng Huyền Thanh và hai mỹ nhân sinh năm 1997 gây ấn tượng với nhan sắc xinh đẹp lúc bầu bì và nuôi con.
Lập gia đình khi đang ở đỉnh cao sự nghiệp, nhiều mỹ nhân như chúng Huyền Thanh gây bao tiếc nuối cho người hâm mộ sau khi lên xe hoa. Người đẹp chuyên tâm chăm sóc con nhỏ vun vén gia đình, tuy còn bỡ ngỡ với thiên chức mới, nhưng chúng Huyền Thanh và hai bà mẹ sinh năm 1997 vẫn gây ngưỡng mộ bởi gương mặt xinh đẹp. Ngay từ khi còn mang bầu bé Joy, chúng Huyền Thanh đã khiến nhiều người ngỡ ngàng với thân hình thon gọn yêu kiều khó tin. Ngoại trừ vòng hai tròn xoe, người đẹp vẫn giữ được vóc dáng thon gọn và nhanh nhẹn. Bà bầu sinh năm 1997 nổi bật với thần thái tươi sáng đầy sức sống. Khi con trai ra đời, chúng Huyền Thanh bắt tay vào hành trình giảm cân, lấy lại dáng chuẩn như thời còn son rỗi. Bé Joy đầy tuổi, mỹ nhân Hải Phòng cũng lấy lại sắc và ngày càng xinh đẹp hơn xưa. Bằng tuổi chúng Huyền Thanh, Trần Tố Như cũng sở hữu nhan sắc nổi bật dù đang mang bầu. Không phải ai khác, cô nàng chính là mỹ nhân có gương mặt đẹp nhất cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2016. Từng là một trong những ứng cử viên nặng ký cho chiếc vương miện, nhưng Trần Tố Như chỉ dừng lại ở top 10 khiến nhiều người hâm mộ khá tiếc nuối. Hồi tháng 10, người đẹp bất ngờ công khai thông tin cô sẽ lên xe hoa cùng chú rể Trần Trung Hiếu, một hot boy của Học viện Cảnh sát. Cũng như cô bạn cùng tuổi, Trần Tố Như là một bà bầu cực xinh đẹp với gương mặt sáng như trăng rằm và nụ cười tươi tắn. Mang thai gần 8 tháng, cô nàng vẫn rất nhanh nhẹn và gọn gàng. Sinh năm 1997, nhưng diễn viên trẻ Đỗ Hà Anh đã có cả chục năm hoạt động nghệ thuật với gia tài là các vai diễn trong loạt phim truyền hình Chàng Trai Đa Cảm, Nhà Có Nhiều Cửa Sổ, Lập Trình Trái Tim, Bánh Đúc Có Xương. Sau nhí một thời tốt nghiệp lớp chuyên văn trường Trung học Phổ thông Hà Nội và đang theo học khoa luật chất lượng cao, Đại học Luật Hà Nội. Năm 2013, Hà Anh đồng thời đăng quang ngôi vị quán quân cuộc thi Nét Đẹp Tràng An 2013 và Duyên Dáng Hà Thành 2013. Là một sinh viên giỏi, một diễn viên đầy triển vọng, một hot girl có tiếng, nhưng Hà Anh bất ngờ lên xe hoa ở tuổi 21. Đám cưới của hoa khôi Duyên Dáng Hà Thành diễn ra hồi tháng 7, 2018. Chỉ sau 3 tháng cưới, Hà Anh đã hạnh phúc tiết lộ cô đang mang bầu con đầu lòng trong khi vẫn đang là sinh viên. Bà bầu Hà Anh gây ngỡ ngàng với vẻ ngoài trẻ trung như thiếu nữ. Nếu chỉ nhìn ảnh chân dung, ít người biết cô nàng đang là một bà bầu. Hiện tại Hà Anh đã sinh con gái, cô cũng đã nhanh chóng lấy lại được vóc dáng chuẩn như thời son rỗi. Hậu scandal tình ái Cát Kiều, mẹ Tuệ đổi tên phim Cát Phượng Khóc Nức Nở, kể chuyện ngủ riêng giường với Kiều Minh Tuấn. Vừa qua, bộ phim Hạnh Phúc Của Mẹ đã ra mắt giới truyền thông với sự góp mặt của hai tên tuổi gây bão là Cát Phượng và Kiều Minh Tuấn. Bộ phim Hạnh Phúc Của Mẹ còn có tên ban đầu là Mẹ Tuệ, sau thời gian dài hoãn chiếu đã chính thức ra mắt khán giả. Đáng lẽ bộ phim đã ra mắt vào trước Tết Nguyên Đán vừa qua, nhưng do scandal tình ái của Kiều Minh Tuấn và Cát Phượng nên ekip quyết định tránh bão để khán giả có cái nhìn công tâm dành cho phim. Riêng việc nói về chuyện đổi tên từ Mẹ Tuệ sang Hạnh Phúc Của Mẹ, đạo diễn Huỳnh Đông cho biết không phải do muốn tránh né điều gì, mà bởi phim được chiếu vào dịp 8 tháng 3 nên cái tên ban đầu là Mẹ Tuệ chưa bao quát hết ý nghĩa của bộ phim. Ekip quyết định đổi tên thành Hạnh Phúc Của Người Mẹ Tên Tuệ, tuy nhiên vì quá dài nên cuối cùng phải rút ngắn thành Hạnh Phúc Của Mẹ, như một món quà ý nghĩa dành cho phụ nữ và gia đình trong ngày đặc biệt 8 tháng 3. Sau khi xem phim, Cát Phượng đã bật khóc nức nở, cô không thể kiềm chế xúc động, kể cả khi trả lời câu hỏi của giới truyền thông. Nữ nghệ sĩ tâm sự, tôi là người rất dễ cười, dễ khóc. Tôi coi phim như là một khán giả, chứ không phải là xem chính mình, cảm xúc nó tới thì nước mắt tuôn ra. Nói về việc hai người yêu nhau hợp tác trên phim sẽ gặp khó khăn ở khía cạnh chai cảm xúc, Kiều Minh Tuấn thẳng thắn, mình hạn chế gần nhau nhất có thể. Kể cả ngoài đời, Tuấn cũng ít khi nào xuất hiện. Sau khi quay xong, Tuấn cũng về khách sạn chứ không ở thêm. Cát Phượng tiếp lời, về khách sạn ông Tuấn ngủ giường riêng, tôi tự hỏi sao kỳ vậy ta. Trước khi vô phim ông ấy cũng ngủ giường riêng, tôi cũng thấy kỳ, tôi bắt đầu giận. Ông Tuấn mới giải thích là mình phải tách nhau ra đi để có cảm xúc để diễn, chứ gần nhau hoài chai cảm xúc. Ngay ở hiện trường chúng tôi cũng như hai người xa lạ. Ông Tuấn nói vậy, mình thấy đúng hơn, vì gặp nhau hoài, tại mình bị quen mặt, bị chai nên tôi cảm ơn ổng vì vấn đề này. Ở những cảnh cảm xúc, nhìn ông Tuấn là nước mắt tôi tự nhiên ứa ra. Lúc đó là nhân vật của tôi nhìn nhân vật của Kiều Minh Tuấn, không phải tôi đang nhìn ông Tuấn nữa. Lê Phương bầu lần hai được chồng trẻ cưng hết mức, nhìn thời mang thai với Quách Ngọc Hoang mà thương. Đúng là khổ tận cam lai, nhìn cuộc sống của Lê Phương bây giờ ai cũng mừng thay cho cô. Sau một năm 2018 đại thành công trong sự nghiệp,
Đầu năm nay, Lê Phương tiếp tục đón nhận niềm vui lớn khi được làm mẹ lần hai. Nữ diễn viên chính thức thông báo tin mang bầu em bé đầu tiên với ông xã Trung Kiên vào cuối tháng 1 vừa qua. Dù tiết lộ bản thân bị ốm nghén, khó ăn, tròn ú, qua những bức hình gần đây được người đẹp chia sẻ, có thể thấy mẹ bầu vẫn cực xinh đẹp, tươi vui và cực hạnh phúc vì được ông chồng cưng như trứng mỏng. Chẳng phải nói đâu xa, chỉ cần nhìn những bức ảnh mà Lê Phương chia sẻ trên Facebook là đủ hiểu cô được ông xã Trung Kiên cưng chiều thế nào. Hơn nữa, lúc nào xuất hiện bên chồng cô cũng nở nụ cười rất tươi tắn và tự tin, khác hẳn với thời mang bầu với Quách Ngọc Ngoan. Lê Phương hạnh phúc bên chồng trẻ. Bình thường đã được cưng chiều, có bầu Lê Phương còn được chồng chiều hơn. Nữ diễn viên rất hạnh phúc, lúc nào cũng phơi phới tươi cười. Chồng của Lê Phương rất tâm lý. Lê Phương còn được chồng tặng những món quà ý nghĩa. Thậm chí việc nấu nướng, chồng cô cũng dành phần. Còn nhớ cuộc sống của Lê Phương khi sống với chồng cũ Quách Ngọc Hoang gặp rất nhiều trắc trở. Lúc hai người yêu nhau cũng không hề tiết lộ, đến lúc có bầu, tổ chức đám cưới đến nơi mà Quách Ngọc Hoang vẫn một mực phủ nhận. Lúc ấy khán giả cảm thấy thương và xót xa cho nữ diễn viên bởi Quách Ngọc Hoang nổi tiếng là người đào hoa. Tưởng đám cưới theo thông lệ có thể giúp Lê Phương trói được Quách Ngọc Hoang, nhưng thực tế thì chẳng được như vậy. Sống với nhau được khoảng 2 năm thì Quách Ngọc Hoang và Lê Phương ly hôn, lúc đó đã có những lời đấu tố qua lại chẳng hay ho chút nào giữa cả hai. Và còn nhớ lúc Lê Phương mang bầu con gái đầu lòng thì cô cũng không được chiều chuộng như bây giờ. Có thể thấy khi ấy Lê Phương thay vì được chăm sóc thì cô lại phải chăm sóc cho Quách Ngọc Hoang, gương mặt rất thiếu tự tin và hay cười gượng. Ngoài ra chỉ có Lê Phương là người thể hiện tình cảm, còn Quách Ngọc Hoang lại tỏ ra khá thờ ơ. Lúc Lê Phương có bầu và chuẩn bị cưới lần đầu còn bị Quách Ngọc Hoang phủ nhận. Lê Phương toàn là người chủ động thể hiện tình cảm như ôm ấp, cầm tay, còn Quách Ngọc Hoang khá thờ ơ. Thay vì được chồng chăm sóc, cô còn phải chăm sóc Quách Ngọc Hoang nữa. Đi sự kiện cùng Lê Phương còn phải cầm áo cho chồng, thậm chí ngồi thui thủi như thế này đây. Đi với Quách Ngọc Hoang, Lê Phương thường hay lẻo đẻo phía sau, đôi mắt thiếu tự tin và đầy e dè. Thời kỳ có bầu với Quách Ngọc Hoang, cô cũng chẳng đăng ảnh. Có bức ảnh duy nhất chụp với mẹ được cô chia sẻ.